Bình Ngọc Hà xin mến chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng Bình Ngọc Hà hôm nay xem và trải nghiệm máy xúc Volvo múc đất lên xe ô tô tải và xe ô tô tải chở đất. Xin mời các bạn cùng xem.
diễn biến đàng hoàng. Các bạn đang xem con máy xúc vôn vò múc đất lên xe ô tô tải. Khu vực đất đồi ở vùng Tuyên Quang này là rất là tốt. Đất ở đây là trồng cây keo rồi cây bạch đàn làm nguyên liệu giấy. Vùng này là vùng đất của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Con xe này là xe biển 14 là mua ở tỉnh nào về không biết, Hải Dương hay là Quảng Ninh. Vừa rồi các bạn đã cùng Bình Ngọc Hà xem và trải nghiệm máy xúc vôn vò múc đất lên xe ô tô tải.
Cảm ơn các bạn đã xem video và theo dõi kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.